Xin chào các bạn đã quay trở lại với An Nhật An Vlog. Các bạn sinh hoạt và công tác ở Nhật Bản, chúng ta sẽ phải nộp hai khoản thuế, đó là thuế thu nhập và thuế thị dân. Trên kênh của mình đã có video hướng dẫn tính thuế thu nhập ở Nhật Bản. Các bạn có thể vào kênh An Nhật An Vlog để xem nhé. Video này mình sẽ nói về thuế thị dân, xen kẽ trả lời một số câu hỏi liên quan để các bạn dễ hiểu. Trước tiên mình sẽ so sánh thuế thị dân và thuế thu nhập. Thuế thị dân hay còn gọi là Juminze, hay thuế thu nhập còn gọi là Sotokze. Thì định nghĩa, thuế thị dân là thuế đóng cho si và kèn, còn thuế thu nhập là đóng cho nhà nước Nhật, sở thuế Nhật. Cơ sở để tính thuế dựa vào thu nhập của năm trước đối với thuế thị dân. Ví dụ như thuế thị dân của năm 2025 sẽ dựa vào thu nhập của bạn trong năm 2024 để tính thuế. Còn thuế thu nhập sẽ dựa vào thu nhập của bạn trong năm hiện tại. Ví dụ như thuế thu nhập của năm 2025 sẽ dựa vào thu nhập của bạn trong năm 2025 để tính thuế. Cách đóng thuế đối với thuế thị dân thì có hai cách, cách 1 và cách 2. Cách 1, tiếng Nhật còn gọi là Tokubetsuchoshu, sẽ trừ thẳng vào lương hàng tháng. Nhưng có rất ít công ty sẽ làm cách này cho các bạn vì họ không nhất thiết phải làm, sẽ tốn nhiều thời gian của họ. Cách 2 là tiếng Nhật còn gọi là Futsuchoshu, si sẽ gửi thư thông báo có ghi khoản tiền các bạn phải đóng. Các bạn sẽ ra Konbini đóng định kỳ hoặc lên si nộp trực tiếp. Đối với thuế thu nhập thì họ sẽ trừ thẳng vào lương hàng tháng trong phiếu lương của các bạn. Thời gian đóng thuế đối với thuế thị dân Juminze bắt đầu đóng từ tháng 6 của năm hiện tại tới tháng 5 của năm sau. Ví dụ, thuế thị dân 2023 sẽ đóng thuế từ tháng 6 năm 2023 tới tháng 5 năm 2024. Còn đối với thuế thu nhập Sotokze bắt đầu đóng từ tháng 1 tới tháng 12 của năm hiện tại. Ví dụ, thuế thu nhập của năm 2023 sẽ đóng thuế từ tháng 1 tới tháng 12 của năm 2023. Nhân đây mình cũng trả lời thắc mắc cho nhiều bạn đã gửi tin nhắn trực tiếp cho mình qua Facebook, cũng như đã để lại bình luận và câu hỏi trên kênh. Câu hỏi 1. Anh ơi, vào tháng 10 tới tháng 12 năm 2022, em đã làm giảm thuế online cho năm 2022 như hướng dẫn của anh trên kênh. Vậy em sẽ được hoàn cả thuế thu nhập và thuế thị dân cho năm 2022 hay không? Thì đây, trong trường hợp mà bạn nhắn cho mình bạn đang ở cái thời điểm này, thì mình trả lời như sau. 1. Là em sẽ được hoàn thuế thu nhập của năm 2022. 2. Em không được hoàn thuế thị dân của năm 2022. Lý do, như mình đã giải thích ở trên, thuế thị dân dựa vào thu nhập của năm trước đó để tính. Cụ thể, thuế thị dân của năm 2022 sẽ dựa vào thu nhập của năm 2021 để tính và thu thuế thị dân của em. Câu hỏi 2. Vậy em phải làm gì để hoàn thuế thị dân cho năm 2022? Trả lời là, để lấy lại tiền thuế thị dân năm 2022 thì em cần làm hoàn thuế cho năm 2021. Câu hỏi 3. Em làm hoàn thuế cho năm 2022, vậy em có được hoàn thuế thị dân cho năm 2023 hay không? Trả lời, đương nhiên là không. Vì thuế thị dân của năm 2023 thì em chưa đóng, thì làm sao mà được hoàn thuế? Nhưng si sẽ dựa vào dữ liệu hoàn thuế năm 2022 của em để điều chỉnh thuế thị dân cho năm 2023. Đến đây các bạn đã hiểu sương sương về sự khác nhau của thuế thu nhập và thuế thị dân hay chưa? Nếu vẫn chưa hiểu thì hãy nhắn tin qua Facebook cho mình, hoặc để lại bình luận trên kênh, mình sẽ tư vấn nhiệt tình và miễn phí nhé. Để tính được thuế thị dân, các bạn cần hiểu được 3 khái niệm sau. 1. Là khấu trừ thu nhập, tiếng Nhật là Kyūyō Sotoku Kozō Gaku, là khoản tiền được khấu trừ để tính thuế thị dân, tùy theo mức thu nhập sẽ được khấu trừ theo quy định pháp luật Nhật Bản. 2. Là thu nhập thực tế, tiếng Nhật gọi là Kaze Sareru Sotoku Kingaku, là khoản tiền thực lĩnh được tính bằng tổng thu nhập trừ đi hết các khoản phải chi trả được chấp nhận bởi pháp luật Nhật Bản. 3. Là thuế thị dân, tiếng Nhật là Juminze, hay cũng có thể gọi là Shikeminze, khoản tiền thuế thị dân các bạn phải đóng cho si và kèn được tính bằng thu nhập thực tế nhân với 10% cộng với phần bình đẳng thuế 5.000 yên. Phần bình đẳng thuế là khoản tiền mà ai cũng giống ai phải đóng là 5.000 yên, dù các bạn thu nhập 1.000 man hay 2.000 man hay là 200 man thì các bạn cũng phải đóng 5.000 yên. Trong video mình đã làm bản Excel tính sẵn, các bạn chỉ cần nhập thông số vào bản Excel của mình là ra kết quả luôn. Bạn nào cần thì hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin qua Facebook cho mình sẽ gửi bản Excel cho các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính nhé. Công thức tính thuế thị dân. Thuế thị dân sẽ bằng thu nhập thực tế nhân 10% cộng 5.000 yên. Ví dụ, thu nhập thực tế của các bạn là 90 man trên một năm, thì thuế thu nhập sẽ bằng 90 man nhân với
10% cộng với 5.000 sẽ bằng 9 man 5 sen trên 1 năm. Nhiều bạn sẽ hỏi là thu nhập có 90 man trên 1 năm thôi á, thế thì quá thấp nhỉ? Không, đây là thu nhập thực tế chứ không phải tổng thu nhập. Có thể các bạn thu nhập 500 man, 600 man nhưng mà các bạn phụ dưỡng nhiều người, các bạn phải đi viện, rồi là các bạn mua nhiều loại bảo hiểm thì trừ tất cả các khoản ấy đi thì thu nhập thực tế của các bạn cũng có thể chỉ là 90 man thôi, có khi là 0 man hoặc có khi là 200-300 man tùy cái khoản tiền mà được khấu trừ các bạn nhiều hay ít. Do đó mà chúng ta sẽ gửi tiền về Việt Nam để chúng ta được khấu trừ đi thật nhiều để cái thu nhập thực tế này của các bạn sẽ giảm đi. Thu nhập thực tế càng bé thì nhân với 10% xong cộng với 5.000 yên thì chúng ta sẽ phải trả càng ít cái tiền thuế thị dân. Đấy, đến đây là các bạn cũng hiểu đại khái rồi chứ ạ. Do vậy để tính được thuế thị dân thì điều cốt lõi quan trọng nhất là các bạn phải tính ra thu nhập thực tế. Thì công thức tính thu nhập thực tế như sau: thu nhập thực tế sẽ bằng tổng thu nhập trừ đi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì phía dưới này, một là kiso kozo là khấu trừ cơ bản. Đối với tất cả những người đi làm mà phải đóng thuế thì đều được khấu trừ 48 man. Quy định 48 man này là để mình sẽ chi tiêu tối thiểu cuộc sống trong một năm, tính trung bình ra mỗi tháng là 4 man chẳng hạn. Hai là Sakai Hoken thì khấu trừ bảo hiểm xã hội, khoản tiền đóng Sakai Hoken nên họ sẽ được trừ vào tổng thu nhập. Ba là Haigusa Kozo là khấu trừ cho người bạn đời, vợ hoặc chồng của các bạn sinh hoạt ở Nhật Bản mà thu nhập của bạn dưới 100 man trên một năm. Tức là người vợ hoặc chồng ấy, dưới 100 man trên một năm. 4 là Fuyo Kozo là khấu trừ phụ dưỡng cho người thân, khoản này các bạn gửi tiền về Việt Nam đấy nên các bạn sẽ được khấu trừ. 5 là Kyuyo Sotoku Kozo Gakku là khấu trừ thu nhập. Thì đối với từ khoản 1 cho đến khoản 4 thì chúng ta không cần phải tính toán gì cả, chỉ cần các bạn có thuộc vào các diện đối tượng từ 1 đến 4 là các bạn sẽ được trừ cái khoản tiền nhất định như thế thôi. Chúng ta cần phải tính cái khoản số 5 này thôi là khấu trừ thu nhập. Thì sau khi các bạn tính được cái khấu trừ thu nhập thì các bạn sẽ tính ra được thu nhập thực tế. Thì từ thu nhập thực tế chúng ta sẽ ra được thuế thị dân luôn. Nên là cái khó chỉ là cái này thôi, khấu trừ thu nhập. Và khoản 6 là khấu trừ y tế này, khấu trừ nhà cửa hay khấu trừ thiên tai, khấu trừ tiền từ thiện. Thì phần lớn là chúng ta không thuộc diện này nên là cố tình để mờ cái khoản 6 này, nên các bạn cũng không cần phải quan tâm đến mục số 6 này đâu. Chúng ta sẽ đi vào khấu trừ thu nhập nhé, tính khoản này. Trong trường hợp này mình lấy cái tờ Gensen này để tính thuế thị dân. Thì các bạn có để ý đây là cái Shiharai Kinkaku này, chính là tổng thu nhập của các bạn trong một năm ở đây. Thì cái bảng biểu này mình cũng lấy ở trên sở thuế về. Tùy theo cái tổng thu nhập của các bạn ở cái hạng mức bao nhiêu mà các bạn sẽ được khấu trừ cái lượng phần trăm là bao nhiêu. Ví dụ trong trường hợp này tổng thu nhập là 339 man thì sẽ rơi vào khoảng là từ 180 man đến 360 man. Thì lại sẽ lấy cái số tiền thu nhập, tổng thu nhập này nhân với 30% xong cộng với 80 man là ra cái khấu trừ thu nhập. Tức là các bạn được khấu trừ một cái khoản tiền này vào cái tổng thu nhập này của các bạn. Đây, bên này sẽ là tổng thu nhập T nhân với 0,3 cộng 80 thì sẽ ra là 109 man 9 sen 565 yên này. Đây là khấu trừ thu nhập. Cái khoản tiền sẽ được khấu trừ vào 339 man để cái tổng thu nhập các bạn ít đi. Ở phía bên này mình đã làm bản Excel để tính sẵn cái khấu trừ thu nhập. Trong trường hợp ví dụ, trường hợp này là thu nhập 339 man thì từ 180 đến 360 man này thì nhân với 0,3 tức là 30% và cộng với 8 man thì 8 man mình điền sẵn ở đây. Còn trong trường hợp mà các bạn thu nhập từ 162 man cho đến 180 man thôi ấy, thì các bạn sẽ điền chỗ này là 0,4 này. Ví dụ 170 man thì chẳng hạn thì các bạn sẽ nhập vào đây là 170 man nhé. Và cộng với các bạn sẽ thay vào 10 đây thì sẽ ra khấu trừ thu nhập đây. Nên các bạn chỉ cần thay 3 thông số này thôi. Đấy, trong trường hợp này, nếu mà thu nhập từ 360 man đến 660 man thì các bạn sẽ thay đây là 0,2 vào đây và tổng thu nhập vào đây. 500 man chẳng hạn, các bạn thu nhập 500 man thì bạn nhập 500 man vào đây. Đây 0,2. Ở đây chỗ này là các bạn sẽ được cộng 44 man nhé. Thu nhập cao lên thì được khấu trừ nhiều hơn đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất, tính thu nhập thực tế. Vì các bạn tính được thu nhập thực tế thì coi như là tính ra được thuế thị dân luôn rồi. Mình cũng lấy ví dụ về cái tờ giấy xe này để các bạn có thể nhìn theo các thông số và các bạn bắt chước làm theo nhé. Cũng như mình đã đề cập trước thì thu nhập thực tế sẽ bằng tổng thu nhập trừ đi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Trên này mình đã điền số 2, số 3, số 4 đây. 2 là Sakaoken, là bảo hiểm xã hội đây, là 43 man 1 sen 927 yên thì chẳng hạn. Mục 3 là khấu trừ người bạn đời, vợ hoặc chồng. Thì bạn này bạn có vợ sống cùng ở Nhật nên là sẽ được khấu trừ 38 man nữa. Số 4 là khấu trừ phụ dưỡng người thân, thì bạn này bạn sẽ phụ dưỡng hai người thân ở Việt Nam, bạn có gửi tiền về cho ở Việt Nam là hai người. Còn số 1 là khấu trừ cơ bản, hạnh giống ai là 48 man rồi. Đấy, còn số 5 thì khoản này chúng ta vừa mới tính phía bên này xong là 109 man 9 sen 565 yên đây. Thì cái này mình cũng đã giải thích phía trước rồi, mình không giải thích lại nữa. Đấy, các bạn nhìn vào đây để mình đi sang trang kế tiếp, mình đã làm công thức Excel đây luôn. Thì thu nhập thực tế sẽ bằng tổng thu nhập trừ đi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thu nhập thực tế đây mình điền là 339 man 8 sen 551 yên. Khấu trừ cơ bản ai cũng được trừ 48 man. Và bảo hiểm xã hội là bạn ấy đã phải giả trong năm đó là 43 man 1 sen 927 yên. Còn khấu trừ cho vợ hoặc chồng thì bạn đó có vợ sống cùng ở Nhật nên được khấu trừ là 38 man. Còn khấu trừ phụ dưỡng người thân thì bạn đó có gửi tiền về Việt Nam để phụ dưỡng hai người. Với mỗi một người thì bạn được khấu trừ 38 man. Do đó hai người mình chỉ cần điền số vào đây thôi. Các bạn chỉ cần điền vào đây là sẽ tự ra cái thông số này luôn. Mình lấy ví dụ luôn này. Ví dụ các bạn không có vợ hoặc chồng thì các bạn sẽ điền 0 vào đây. Đấy. Các bạn thấy số này nó tăng lên không? Đây, điền số 1 vào này thì số này sẽ được giảm đi, trừ đi 38 man. Đấy. Còn chỗ này, ví dụ các bạn không phụ dưỡng người nào thì các bạn điền 0 vào đây. Thì các bạn thấy số tiền này tăng lên đúng không? Tăng lên tức là thu nhập thực tế các bạn tăng là các bạn phải đóng thuế thị dân nhiều hơn. Thì trường hợp này 100 man chẳng hạn, đại khái là các bạn chỉ cần tính thu nhập thực tế xong các bạn nhân với 0,1 thôi là bạn sẽ ra thuế thị dân luôn. Thì đây là 100 man chẳng hạn thì các bạn sẽ nhân 0,1 là tối thiểu các bạn sẽ phải đóng 10 man tiền thuế thị dân. Đấy, còn khi mà các bạn phụ dưỡng một người chẳng hạn, mình nhập một người vào đây thì các bạn sẽ phải đóng là 6 man 2 sen này, 700 lấy nhân 0,1 mà 62 man mà nhân 0,1 số. Còn khi bạn phụ dưỡng hai người các bạn sẽ phải đóng chỉ là còn 2 man 4 sen thôi. 24 man 7 sen 058 yên nhưng không nhân với 0,1 thì sẽ còn 2 man 4 thôi. Đấy, khấu trừ thu nhập này. Khấu trừ thu nhập này khoản này chúng ta tính bên này rồi nhá. Đây. Đấy. Thì các bạn sẽ chỉ cần nhập thông số vào đây là nó sẽ tự ra thôi. Thế là khi mà tính thì nó sẽ tự nhảy vào đây luôn. Các khoản khác mục 6 thì mình để là không luôn. Vì đa phần mình làm đến hướng đến số đông. Tất nhiên là có nhiều bạn ở Nhật thì cũng có mua nhà, rồi là mua nhiều một số loại bảo hiểm như Ideco chẳng hạn, nhưng mà mình hướng số đông, đa phần là không mua cái đó, mình tính là không. Còn các bạn mua bảo hiểm Ideco hay mua nhà thì có thể nhắn tin trực tiếp cho mình sẽ tư vấn, hoặc là các bạn có thể tự tìm hiểu trên mạng cũng được. Đấy là công thức này xong rồi đó. Chúng ta tính ra thuế thu nhập thực tế, sau đó qua đây là thuế thị dân thôi. Thì các bạn chỉ cần lấy cái thu nhập thực tế đó, cái bảng bên này đây, sau đó nhân với 0,1 và cộng với 5.000 yên này, là ra cái khoản này thôi, thuế thị dân. Đối với bạn này, bạn có thu nhập là 339 man, mình cứ làm tròn là 340 man đi. Bạn ấy có vợ sống chung ở Nhật và phụ dưỡng hai người thì bạn phải đóng có 2 man 9 cho làm tròn là 3 man tiền thuế thị dân 1 năm. Thông thường mà không phụ dưỡng hai người này thì phải đóng tương đối là nhiều đấy. Ví dụ đây nhập là 0, đấy, 10 man đấy. Đấy, 8 man, chênh lệch 8 man liền. Các bạn được gần được cái điện thoại. Tổng hợp một cái bảng tổng hợp này luôn. Các bạn sẽ tính thấu khấu trừ thu nhập đây, xong tính thu nhập thực tế, xong nhập vào thuế thị dân luôn. Các bạn chỉ cần nhập một cái tờ này thôi cũng được. Đấy, các bạn nếu mà thấy video có ích thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ để mình có động lực ra thêm nhiều video. Còn bạn nào mà cảm thấy không hiểu thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình qua Facebook hoặc là để lại bình luận trên kênh, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ